Chào tất cả các bạn, kênh của mình là kênh kiếm tiền từ các trang mạng xã hội đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bình luận làm sao mà để kênh được không có bị xem xét bật kiếm tiền nha anh em. Mọi người đừng đăng ký phải đúng, mọi người bên comment phải đúng với tiêu đề của video, đừng có đăng ký mà chữ tắt. Mọi người nhớ đăng ký càng dài càng tốt. Mọi người đừng có đăng ký mà tương tác gì này nọ đồ hay này nọ đồ ít tự quá, nó bị spam nha mọi người. Nó bị spam là giờ chính sách 2019 là của thằng YouTube là kênh mà bị bình luận comment mà tin nhắn spam là nó giữ xem xét đó nha mọi người. Nè, mình qua bên cộng đồng mình sẽ coi một spam cho mọi người nè. Và mình sẽ hướng dẫn mọi người xóa luôn nha. Nè, một cộng đồng anh em. Ê. Anh em chờ chút nha, để kênh mình mau bật kiếm tiền anh em, đừng để mà bị xem xét là trời dài cổ lắm mà. Nè, có hai mục spam nè. Nè, để mình coi spam bình luận sao spam có thể là gian lận. Nè, nhập code nè, nè bình luận nhập code 403 này nọ nè để tham gia Zalo, hàng trăm người hỗ trợ các bạn nè. Bình luận như vậy là spam mà đâu có giống yêu tiêu cầu video của mình đâu. Video của mình hướng dẫn kiếm tiền nè. Nè, mình xóa cho anh em nè. Anh em bấm vào nút hộp thư nghe xóa rồi nè. Nè. BitTorrent Network gì này nữa nè, đọc thêm nè. Rồi anh em vô đây xóa đi nha, để kênh mình đủ điều kiện mà nó giam nó xem xét là lâu lắm, chờ dài cổ lắm nha anh em. Cái đó. Spam mình xóa nè. Có thể gian lận nè. Qua đây là giữ đi xem xét nè. Mình xóa hết rồi đó anh em. Rồi mình có một điều thắc mắc với anh em. Anh em làm YouTube muốn bật kiếm tiền tự nhiên, anh em đi comment mấy cái kênh lớn, anh em kiếm mấy kênh mà 3 4 ngàn sub, 4 5 ngàn sub, anh em xem cho người ta 1 phút, 2 phút, 2-3 phút gì đây, anh em like cái, anh em comment thiệt là dài mà cho đúng tiêu đề nha. Rồi ngưng chừng, chừng nữa là người ta sẽ vô xem xét, ta coi lỡ mấy người kênh lớn vô coi của mình lỡ người ta đăng ký giúp đỡ mình lỡ mình cho người nữa, mình cũng dĩ gì nữa, kênh mình cũng bật thêm tiền người ta xem xét lại cho mình. Anh em á, có một điều anh em hỏi, có một số bạn comment với video của mình hỏi anh ơi anh có thể lấy video bên Facebook đăng bên YouTube được không? Mình trả lời là nên tránh đi anh em ơi, vì chính sách 2019 của thằng YouTube đó là một người YouTube là tự nội dung sáng tạo nội dung anh em. Kênh mà ví dụ như video đó là đã đăng lên kênh của người ta rồi, anh em lấy về rồi bị dính nguyên tắc cộng đồng liền, cho ăn gãy liền. Còn anh em mới lấy mấy cái nguồn từ doanh doanh cu nữa, từ cái nguồn mà app nước ngoài đó, nó không có trên YouTube đó, anh em up cũng được, nhưng mà dưới điều kiện là người ta mới vừa đăng anh em lấy up liền được. Còn mà nó có người khác đăng trên YouTube rồi anh em lấy gì đăng là nội dung trùm lặp liền, là anh em là kênh anh em là có thể là bị spam liền, không có được bật kiếm tiền anh em. Mình thì kênh mình thì rất nhỏ nhưng mà mình rút kinh nghiệm từ các anh chị YouTube lớn. Mình giờ mình làm mình tự nhiên à, đăng lên tự nhiên rồi. Mình đăng là mình share lên Facebook rồi rồi. Anh em nào có ủng hộ thì ủng hộ. Mình không có đi xếp chéo. Anh em ở không có mấy kênh lớn á, rồi anh em like cho người ta cái, anh em subscribe. Rồi từ kênh của mình đề xuất ra. Anh em mình được 200 mười mấy người đăng mười mấy ngàn đăng ký nè. Kênh mình còn nhỏ quá, mình nhưng mình học mấy anh chị đi trước. Trình quản lý video quá. Anh em kiểm tra muốn kiểm tra kênh có bị dính bản quyền không, anh em bấm vào nút trình quản lý video nè. Vậy
đăng tải lâu quá. Anh em kênh mình là sạch bon, không có dính nhân quyền gì chứ. Mình tự làm không à. Vậy video của mình đến đây đã kết thúc. Xin chúc anh em bật kiếm tiền được kênh YouTube của mình. Anh em có thắc mắc gì thì cứ để lại comment bên dưới. Video mình sẽ hướng dẫn anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em.